Shop MD Sài Gòn kính chào cả nhà. Trước mặt cả nhà mình đó là hai cái đầu DVD của Denon ha. Hai con này có mã là DVD A1 nha cả nhà. Thì DVD Denon A1 con này sử dụng chip PCM1704 ha. Tương tự như cái con mà S10 ba la mã cả nhà ha. Và con này thì đọc đĩa không kén, đọc đĩa DVD tốt, đọc đĩa chép CD tốt ha. Dạ. Ngoài ra nó còn có chức năng giải mã 24 bit ha. Đây là bộ giải mã 24 Rosetting của độc quyền của Denon ha. Con này khi mà mình muốn giải mã thì mình chỉ việc gạt cái nút này ha, xoay cái nút này qua giúp em. Ở đây nó có đường quang và đường đồng trục ha. Muốn giải mã thì mình chỉ việc gạt qua đây thôi, xoay qua đây thôi thì nó sẽ giải mã ha. Còn để mà đọc đĩa thì mình xoay về cái chữ DVD ha. Con này rất là nặng nha cả nhà, rất là nặng. Thì hôm nay em về được hai con DVD Denon và cả hai con đều rất là đẹp cả nhà ha, đẹp. Con này nặng tới 16-17 kg vậy đó cả nhà ha, nặng lắm, hai con rất là nặng ha. Đây là hai con DVD khủng của Denon mà vừa đọc đĩa DVD được, vừa đọc đĩa CD tốt ha, vừa có chức năng giải mã 24 bit. Thì hai con này nó giống nhau cả nhà ha, đều đẹp và cùng có cùng một mức giá thôi. Em bán cùng một giá ha. Thì các bác mình cứ xem kỹ, hoặc là các bác mình muốn xem hình ảnh thì gửi, thì liên hệ bên số điện thoại của em thì em sẽ gửi hình ảnh cho cả nhà mình. Thì hai con này em bán cùng một mức giá nha cả nhà ha. Thì đầu sẽ gồm có, đây là dây nguồn chân vàng, dây nguồn chân vàng cả nhà ha. Dây này là dây zin của Denon. Mà nếu mà bác nào hỏi em là dây có dây Denon thì có chữ Denon không thì không có nha. Không có cái dây nguồn nào của Denon mà có cái chữ Denon ở trên đó đâu. Cho nên các bác mình đi tìm cái chữ Denon thì không có, không bao giờ có nha. Cái đặc trưng của nó, thứ nhất là dây nguồn này đầu chân vàng ha. Cái thứ hai là cái dây nó màu đen, mà đen xám, đen mờ nha cả nhà, đen mờ ha. Đó là đặc trưng. Dây này bảo đảm là dây xịn nha. Và đi kèm đó là khiển zin ha, khiển zin. Và em bao ship cho cả nhà mình luôn. Nếu cả nhà mình chuyển khoản đủ cho em. Giá gồm có đầu nè, dây nguồn nè và khiển ha là 12.500.000. Nếu như cả nhà mình không lấy cái sợi dây nguồn này thì em sẽ trừ lại cho cả nhà mình 500.000 ha. Không lấy thì em sẽ trừ lại 500.000, còn 12 triệu ha. Giá trên đã bao gồm phí ship cả nhà ha. Tất nhiên máy bán ra là hoạt động hoàn hảo và em cam kết với cả nhà mình là các cái bo mạch ở trong này nó là nguyên bản ha, không có chấm hàng. Đây cả nhà mình sẽ nhìn mặt trước ha, mặt trước của hai con DVD Denon. Con máy này thì nó rất là nặng ha, cho nên là khi mà đem đi về rất là rủi ro, rủi ro lắm. Rồi đây là hai cái ốp bên hông cả nhà ha, hai cái ốp bên hông, các cái ốc này ha. Phía sau chút sau nữa em sẽ mở nắp cái con này lên cho cả nhà mình liếc sơ qua về cái nội thất ha. Bây giờ mình sẽ có các cái thông tin như sau. Cái con ở trên này ha, đây là chân cắm dây nguồn của nó cả nhà. Ở đây mình có các cái đường, đây là đường ra video thông thường này ha, đây là đường ra S video này ha, và đây là đường ra component 3 màu. Đó là đường hình ảnh ra nha cả nhà. Rồi mình có đường đồng trục và đường quang vào để giải mã ha, nó sẽ nằm ở phía bên này. Đây là đường đồng trục và đường quang ra cả nhà ha. Em đã cắm lại rồi. Đây là đường đồng trục và đường quang vào. Rồi cổng AV ha, AV thì mình sẽ có hai cái là đường left và đường right. Thì mình có thể cắm đường này cũng được nè cả nhà ha. Đây là hai đường này cũng được, hoặc mình có thể cắm hai đường này cũng được ha. Phía dưới này là các cái cổng surround cả nhà ha, gồm có đường loa, đây là loa center này ha, surround left, surround right ha, và loa sub ha, ra được ra loa sub. Thì mình sẽ sử dụng hai cái đường này là chính ha, hai đường trên này hoặc hai đường dưới này.
Thì con ở trên nó có số series là 0705 cả nhà ha. Đây là đầu DVD Denon A1. Sử dụng điện 100V, công suất tiêu thụ điện là 38W ha. Được lắp ráp tại Nhật. Con ở trên có số series là 0705. Đó. Rồi. Con ở dưới ha. Con ở dưới thì cũng tương tự ha, nhưng mà mình có số series của con dưới là 0356 nha cả nhà. Đó. Đó là toàn bộ các cái cổng kết nối ha, dùng để cho cả nhà mình nắm rõ khi mà cắm dây. Đó, con này đây là đường ra component, đường ra S video và đường ra video thông thường. Đó. Đây là toàn bộ cái mặt phía sau. Thì hai con này tất nhiên là sẽ có một cái con nó nhỉnh hơn con kia, nhưng mà nói chung là đồng đều cả nhà, đồng đều. Và giá nó bán thì bằng nhau, giá bán nó như nhau. Đó. Em đang cho nó quay ra hướng ánh sáng mặt trời cả nhà ha. Đó. Quay ra hướng ánh sáng mặt trời. Cho nên là cả nhà mình có thể nhìn rất là rõ ha. Cả nhà mình có thể phát hiện được là có cái chấm nào hay có cái gạch nào ở trên này là mình phát hiện ngay. Rồi em sẽ mở nắp của nó cho cả nhà mình xem sơ về cái nội thất một tí xíu nha. Dạ. Rồi với nắp của DVD Denon A1 thì mình có hai lớp cả nhà ha. Ở phía trên là một cái nắp bình thường và phía dưới là một cái tấm đồng ha. Tấm đồng cả nhà ha, để mà nó giảm nhiễu cả nhà. Đó, đây là nội thất của con DVD Denon A1 ha. Phía trong nó thì nó là như mới này cả nhà ha. Đó, cả nhà mình có thể nhìn ha, rất là nhiều ha. Nhiều tụ, nhiều chip. Đó. Cái quan trọng nhất là nó sử dụng cái bộ giải mã PCM1704 ha. Giống như con Denon S10 ba la mã cả nhà ha. CD Denon S10 ba la mã. Đó, nhưng mà giá nó thì chỉ có nó giá nó rẻ hơn cái con S10 ba la mã nhiều. Đây là biến thế nguồn của nó ha. Biến thế nguồn hình vuông cả nhà. Đây. Các cái linh kiện của nó dày đặc và cao cấp cả nhà. Rất là mới cả nhà ha. Mới lắm. Nhìn vào trong ha. Khung phủ này đồng chống nhiễu này còn rất là mới luôn. Rồi. Thì như em không thông báo ha, cả nhà mình chuyển khoản hết cho em thì em sẽ miễn phí ship cho cả nhà mình. Đặt cọc 15% giá trị máy, nhận hàng trả tiền thì em không bao ship ha. Dạ. Yeah. Con máy này rất là nặng ha, và em sẽ đóng hàng kỹ lưỡng cho cả nhà mình trước khi mà em gửi đi. Đóng thùng xốp đàng hoàng. Dạ. Yeah. Bác nào quan tâm thì cứ liên hệ giúp em nha. Em xin chân thành cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh MD Sài Gòn. Em xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình trong các clip sau ạ.